Cắm trại nghỉ hè. Tìm 14 người trong hình. Hội ngộ bạn cùng lớp, sự thay đổi của bạn cùng lớp. Bây giờ tôi là thành viên của tầng lớp thượng lưu. Tôi kết hôn sớm và có con. Gia đình tôi mất hết tài sản, giờ chúng tôi kiếm sống bằng nghề giao hàng. Tôi phải là số một trong mọi việc tôi làm. Làm giáo viên khiến tôi hốc hác. Tôi làm cố vấn, giờ họ gọi tôi là mentor. Giờ tôi là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới. Tôi không quan tâm đến ngoại hình của mình nữa. Chúng tôi không ăn vặt hay uống coca nữa. À, họp mặt trong dịp đám cưới. Làm cho cô ấy hạnh phúc. Có tiền và thời gian bạn sẽ làm gì? Lấy lại sức khỏe cho bà. Mong cho ông sống lại. Làm cho con chó khỏe lại. Cây cối tươi tốt nào. Có thời gian lau dọn nhà cửa. Mua đồ ăn ngon cho bà. Sửa sang lại nhà cửa nào. Sửa nhà cho Jerry nữa chứ. Sửa nền nhà luôn nè. Đi khám bác sĩ. Anh đến để đo điện tâm đồ phải không? Vén áo lên nào. Anh yêu bạn trai tôi à? Sao lại kêu anh ấy vén áo? Anh nhắm mắt lại, chỉ tôi đi, tôi sẽ tự làm. Vậy cô lấy cái này mà đọc. Hừ, bác sĩ tôi. Bác sĩ ơi, tim tôi đau quá, tôi hơi sốt. Cô mặc quần áo vào sẽ hết sốt thôi. Thưa bác sĩ, nhịp tim tôi không bình thường. Nhịp tim nhanh, anh chỉ cần nghe vài bài nhạc nhẹ thôi. Tôi thấy tốt hơn nhiều rồi. Bác sĩ ơi, tối tôi không ngủ được. 3, 2, 1, ngủ đi. Bác sĩ ơi, tay tôi đau quá. Hết đau rồi phải không? Bác sĩ ơi, bụng tôi đau quá, tôi vừa mất nhiều máu. Bác sĩ, hãy đảm bảo giữ được con tôi. May thay, cô không có thai, chỉ có kinh nguyệt thôi. Bác sĩ ơi, vợ tôi thế nào rồi? Vợ ông có thai ngoài tử cung và cần. Tôi ra lệnh cho anh chuyển cô ấy vào tử cung ngay lập tức. Ông này bị điên rồi. Ông điên rồi, hãy rẽ trái vào khoa não. Sự đầu tư. Tôi đói và lạnh. Tôi đói. Tôi lạnh. Tôi muốn trở nên xinh đẹp.
Tôi muốn đến thành phố. Tôi đi đây. Tôi đã trở về, đây là chồng tôi, số tiền này để trả ơn ông bà. Mua chăn nào. Tôi sẽ mua đồ ấm cho ông. Mua đồ ăn ngon nào. Một cái bàn mới. Thay giường luôn nào. Học hành chăm chỉ và ta sẽ nhận nuôi bé nhé. Không cần đốt lửa nữa. Sửa nhà nào. Thay đèn cho sáng. Thay cửa luôn nè. Cùng xem tivi nhé. Bà sẽ khỏe mạnh. Tất cả tùy thuộc vào tôi. Giải quyết xung đột. Bố làm đúng, mẹ con nhỏ nhen thôi. Bố nói bố sai và mong được tha thứ. Mẹ con thậm chí còn không biết nấu ăn. Bố nói ông thèm đồ ăn mẹ nấu. Nếu không đưa tiền riêng cho bố, bố sẽ bỏ đi. Bố nhớ mẹ, bố sẽ không bao giờ rời đi. Nói với mẹ con, hãy suy nghĩ về điều đó. Bố nói mẹ nghĩ xem tối nay mình ăn gì. Bố đi làm rất mệt, mẹ con chỉ biết gây sự với bố thôi. Bố nói ông làm việc chăm chỉ mỗi ngày vì mẹ. Bố sẽ không bao giờ ăn đồ ăn của mẹ nấu nữa, thà ăn ngoài. Bố nói tối nay sẽ đi ăn tối và kêu mẹ nhớ trang điểm. Dẫn đi ăn à, không đời nào. Bố đang nghĩ sẽ đãi mẹ ăn thịt cừu nướng và tặng mẹ một cái túi. Bạn đang xem kênh Major Game Rất Rất Rất.